bởi vì nhờ cái sự nghiên cứu của các nhà khoa học gia, họ tìm thấy rằng là bây giờ kết hợp cái gì vào trong bone filler thì cho một cái điều trị tốt nhất cho xương. Ví dụ như là trong thành phần của bone filler, ngoài canxi ra là một chất chính, có vitamin D, có chất magie. Thì như các anh chị nào mà có tìm hiểu thì đều biết rằng á, canxi nó giống như là một nguyên liệu, còn vitamin D giống như là một phương tiện, là một con thuyền để vận chuyển canxi đến cho xương mình hấp thu. Nhưng bên cạnh đó, nếu thiếu magie là một chất biến dưỡng như một chất xúc tác, để khi mình uống vào, canxi sẽ được hấp thu hoàn toàn, không gây lắng động lại để gây sỏi thận. Đó một điểm khác biệt rất lớn mà Trang rất là thích sản phẩm Bone Formuler so với các hãng khác. Ví dụ những hãng dược phẩm, họ có thể nghiên cứu ra cho canxi vào, cho vitamin D vào, nhưng mà gần như tới giờ này Trang thấy được là trên thị trường tại Việt Nam hiện giờ, những sản phẩm rất là uy tín trên thế giới vẫn chưa cho cái magie vào đâu. Riêng bản thân mẹ em uống, em vẫn phải có phối hợp canxi, vitamin D và magie vào. Để tại sao có nhiều người nói là uống canxi vào tôi thấy trong người tôi nóng quá, tôi thấy trong người tôi khó chịu quá, hay tôi lo lắng vấn đề sỏi thận quá. Nhưng với magie vào, các nhà khoa học gia họ đã tính toán rất là một sự cẩn trọng là cho magie vào để cơ thể mình có thể biến dưỡng hoàn toàn để mình hấp thu canxi. Tức là họ nghiên cứu ra một công thức rất là tuyệt vời, và phải nói là Trang đam mê. Em mê cái bon phụng luôn. Dạ em mê gần như nhiều sản phẩm của New Skin Phẩm Monet, đặc biệt là giống hàng dầu.